mang thân mình nhỏ gọn và linh hoạt như một khẩu tiểu liên, nhưng lại mang sức mạnh đủ để gây cho kẻ thù những vết thương chí tử từ khoảng cách xa, không hề thua kém bất kỳ dòng súng trường tấn công cổ điển nào. Vâng, chúng tôi đang nói về dòng súng bullpup, một biểu tượng văn hóa đại chúng, tiêu chuẩn trang bị mới cho mọi đội quân tình nguyện. Có thể bạn chưa biết, bullpup là một phong cách thiết kế súng với khóa nòng và băng đạn nằm phía sau tay cầm cò súng. Điều này tạo ra một loại vũ khí ngắn hơn, nhẹ hơn, nhỏ hơn, có thể che giấu và cơ động hơn so với những mẫu súng có cấu tạo thông thường. Khi quân đội mong muốn được biên chế một loại vũ khí cá nhân nhỏ nhưng có võ, thì bullpup là lựa chọn thích hợp. Và bây giờ, các bạn hãy cùng với kiến thức quân sự điểm mặt những mẫu súng trường bullpup được đánh giá là tốt nhất trên thế giới. Quyền trượng của Moshe, dây quăng đá của David, tóc của Samson. Đây là những bảo vật mà quyền năng kinh thiên động địa đã giúp những người anh hùng Do Thái lập nên những chiến công hiển hách. Tuy nhiên, đó chỉ là những truyền thuyết cổ xưa. Còn ở thời điểm hiện tại, các chiến binh Israel vẫn có trong tay đủ thứ vũ khí uy lực có khả năng tiễn bất cứ kẻ nào đe dọa đến dân tộc được Chúa chọn về với ông bà tổ tiên. Một trong số đó là khẩu súng bullpup đầu tiên trong danh sách ngày hôm nay. Mẫu súng bộ binh tiêu chuẩn của lực lượng phòng vệ Israel IDF mang tên Taver X95. Đây là một mẫu súng được phát triển bởi tập đoàn công nghiệp vũ khí Israel EWE, dựa trên Taver TA-21. Khẩu súng mà nếu các anh chị em thường xuyên theo dõi tin tức về quân sự Việt Nam thì đã không còn xa lạ gì. Vào hồi năm 2009, X95 đã được IDF lựa chọn làm vũ khí bộ binh tiêu chuẩn. Ngoài ra thì khẩu súng còn được xuất khẩu và cấp giấy phép sản xuất ở nhiều quốc gia. Kế thừa những đặc điểm tốt nhất của đại gia đình Taver, X95 được thiết kế hiện đại, gọn nhẹ nhưng lại vẫn đảm bảo đủ hỏa lực mạnh. Giống như các thế hệ tiền bối của mình, súng được chế tạo từ vật liệu tổng hợp và kim loại siêu nhẹ có độ bền cao. Chỉ có một số những chi tiết chịu lực và chịu nhiệt trực tiếp mới được làm bằng thép. Nhờ đó, khối lượng giống của súng không quá nặng, khoảng 3,6 cân. Chiều dài tổng thể và chiều dài nòng của X95 lần lượt là 580mm và 330mm, giúp nó có thể được thuận tiện sử dụng ở các môi trường tác chiến chật hẹp như bên trong những tòa nhà hoặc các phương tiện cơ giới. Phiên bản tiêu chuẩn của Taver X95 sử dụng đạn 5,56x45mm chuẩn NATO, cùng cơ với các mẫu súng nổi tiếng như là M4A1 hay HK416. Tuy nhiên, nhờ các bộ chuyển đổi mà súng cũng có thể bắn được đạn 5,45x39mm chuẩn Nga và cả đạn súng ngắn 9x19mm. Ngoài ra, X95 còn có một phiên bản sử dụng loại đạn 7,62x35mm. Vào hồi năm 2013, một số nguồn tin không xác định có cho rằng sẽ có một phiên bản sử dụng loại đạn 7,62x51mm tiêu chuẩn NATO. Bên cạnh đó thì thiết kế kiểu mô đun hết sức thuận tiện, giúp khẩu súng có khả năng tùy biến cao, có thể đóng vai trò của một khẩu súng trường tấn công, carbine hay thậm chí là cả tiểu liên. Với tốc độ bắn có thể lên đến 950 viên mỗi phút, cao nhất trong danh sách này, và số tốc đầu đạn đạt 860m/giây. X95 cho tầm bắn hiệu quả là 300m. Thế nhưng có vẻ người Israel chưa thỏa mãn với khoảng cách như vậy. Kể từ năm 2014, một số đơn vị bộ binh đã được biên chế súng X95 cải tiến. Chúng được trang bị nòng 380mm, nâng tầm bắn hiệu quả xa hơn lên đến 380m. Một đặc điểm khác thể hiện tính linh hoạt của X95 là thiết kế đối xứng. Tất cả cơ chế điều khiển của súng đều có thể dễ dàng thực hiện từ cả hai bên. Công tắc chọn chế độ bắn được đặt ở vị trí thuận tiện ngay phía trên tay cầm, cũng như cần lên đạn và cổng thoát vỏ đều có ở hai bên khẩu súng, thuận tiện cho binh sĩ sử dụng bất kể họ thuận tay nào. Bên cạnh cơ chế ngắm điểm ruồi cổ điển, xạ thủ sử dụng X95 có thể dựa vào hệ thống đường dây Picatinny được thiết kế sẵn trên súng để gắn thêm các phụ kiện như là kính ngắm phản xạ ngày đêm Meptolite M21, kính ngắm điểm đỏ Meprolite M5, tay cầm dọc, đèn laser, đèn pin chiến thuật để nâng cao hiệu quả tác chiến.
Tuy chất lượng cao là vậy, nhưng hậu duệ nhà Taver lại không phải là khẩu súng buôn bắp thành công nhất về mặt thương mại. Danh hiệu đó phải thuộc về khẩu súng thứ hai trong danh sách này, huyền thoại Stay Auge đến từ Áo. Tiếng tăm của nó lẫy lừng đến mức giúp nó xuất hiện trong tựa game bắn súng nổi tiếng nhất thế giới, Counter-Strike Global Offensive. Stay Auge được phát triển từ cuối những năm 1960 bởi công ty Stay Daimler-Busch kết hợp với quân đội Áo. Stay Auge bắt đầu được sản xuất vào năm 1978 để thay thế khẩu STG-58 đã lỗi thời. Kể từ khi ra mắt cho đến nay, Auge đã trở nên vô cùng phổ biến và được đánh giá là khẩu súng bullet bắp thành công nhất về mặt thương mại trên thế giới. Đồng thời, nó đã đặt nền móng cho sự thành công của dòng súng trường thiết kế theo phong cách này. Nhân đây, kiến thức quân sự cũng có một câu đố vui để kiểm tra kiến thức của quý vị khán giả. Các bạn hãy cho biết, cụm từ Auge trong tên của khẩu súng Stay Auge mà nghĩa là gì? Đáp án A, súng trường quân dụng hiện đại. Đáp án B, súng trường quân dụng phổ thông. Đáp án C, súng trường tấn công nhanh. Và đáp án D, súng trường tấn công chủ lực. Các bạn có 5 giây để suy nghĩ. Thời gian đã kết thúc. Hãy để lại câu trả lời phía dưới phần bình luận. Đáp án sẽ được chúng tôi đưa ra ở phần cuối của video. Quay trở lại với nội dung chính. Stay Auge có thành phần chủ yếu là nhựa cao phân tử, với các chi tiết bên trong sử dụng các thành phần hợp kim cao cấp, giúp khối lượng rỗng của nó chỉ có 3,8 kg. Tuy nhiên, điều này đã vô tình gây ra những đồn đoán vô căn cứ về mẫu súng này. Điển hình là vào những năm 80 của thế kỷ trước, khi khẩu súng bắt đầu nổi tiếng, có ý kiến rằng nó có thể được buôn lậu dễ dàng nhờ chất liệu nhựa cho khả năng vô hình trước máy dò kim loại và tia X. Tất nhiên, những lời đồn này là vô căn cứ, vì Stay Auge được gia cố thép ở những chi tiết quan trọng và máy X-quang cũng không hề gặp khó khăn gì trong việc phát hiện vật thể phi kim. Stay Auge sử dụng loại đạn cỡ 5,56 x 45 ly chuẩn NATO. Nhớ thiết kế module nên khẩu súng có thể đáp ứng được nhiều vai trò khác nhau chỉ bằng một động tác thay nòng vô cùng đơn giản. Bên cạnh là khẩu súng trường tấn công tiêu chuẩn với nòng 508mm. Nó có thể biến hình để trở thành một khẩu carbine nòng 407mm, tiểu liên nòng 305mm và súng máy nòng 621mm. Trang bị chân chống gấp tích hợp. Ở phiên bản tiêu chuẩn, Stay Auge chỉ sở hữu tốc độ bắn là 650 viên mỗi phút, thấp nhất trong danh sách này. Nhưng sở tốc độ nòng thì lại đứng đầu với 950m/giây và tầm bắn hiệu quả lên đến 500m. Khẩu súng cũng phù hợp với cả người thuận tay trái và tay phải. Hai cổng thoát vào đạn nằm đối xứng hai bên báng, có thể tùy chọn để sử dụng. Một điểm đặc biệt là Stay Auge không có cần gạt chọn chế độ bắn riêng biệt. Thay vào đó thì xạ thủ chọn cơ chế khai hỏa trực tiếp bằng cò súng vô cùng tiện lợi. Bóp cò một nửa Stay Auge sẽ nhả từng phát một, còn kéo cò hết cỡ thì súng sẽ bắn liên thành. Bên cạnh đó, súng được đánh giá là có thiết kế công thái học rất tốt cho cảm giác thoải mái khi sử dụng. Ngoài ra, để tăng cường hiệu quả tác chiến, Stay Auge đã được lắp đặt sẵn những phụ kiện hiện đại từ khi sản xuất. Phiên bản tiêu chuẩn của khẩu súng sử dụng thiết bị hỗ trợ tầm nhìn chính là kính ngắm có độ phóng đại 1,5 lần. Tuy nhiên, súng vẫn có ngắm đầu ruồi dùng trong những trường hợp khẩn cấp. Với chỉ số sức mạnh ngất ngờ như vậy, Stay Auge xứng đáng là một trong những khẩu súng trường uy lực bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, đó là câu chuyện ở trên cạn. Còn khi xuống nước, những lợi thế của nó như tầm bắn xa, sở tốc độ đạn lớn sẽ trở nên vô nghĩa. Đây là lúc người lính cần có một thứ vũ khí đặc biệt để chống lại những mối đe dọa ẩn dưới làn nước. Đây cũng là một cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho khẩu buôn bắp thứ 3 trong danh sách này xuất hiện. Được xưng tụng là khẩu súng độc nhất vô nhị, súng trường tấn công ADS được thiết kế để nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến trong cả hai môi trường là dưới nước và trên cạn. Khẩu súng này là thế hệ tiến hóa hơn của súng trường tấn công dưới nước thử nghiệm ASMDT. Các người mẫu đầu tiên của nó xuất hiện vào khoảng năm 2000. Tuy nhiên, chỉ đến năm 2014 thì những phiên bản hoàn thiện của mẫu súng này mới được cho ra mắt. Hiện nay, ADS đang được đề xuất để thay thế cho súng trường tấn công dưới nước APS
vốn đã phục vụ hơn 40 năm trong các đơn vị người nhái và biệt kích của Hải quân Nga. Hơn thế nữa, mẫu súng này cũng đang được trong quá trình cân nhắc để biên chế cho các lực lượng đặc biệt khác, nhưng đơn vị có thể cần vũ khí sở hữu khả năng chiến đấu đa môi trường. Ngoài ra, khẩu súng này còn được phục vụ cho xuất khẩu. Ở trên mặt đất, ADS sử dụng cỡ đạn 5,45x39 ly tiêu chuẩn. Tuy nhiên khi hạ thủy thì loại đạn này trở nên vô dụng do tầm bắn lúc này bị thu hẹp xuống chỉ còn từ 2 đến 3 mét. Đường đạn cũng trở nên bất ổn. Quan trọng nhất là khai hỏa đạn tiêu chuẩn dưới nước sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng người lính, bởi khẩu súng nhiều khả năng không nhả được đạn do thuốc phóng bị ẩm hoặc tệ hơn là nòng súng phát nổ. Vì những nguyên nhân này, các kỹ sư Nga đã phải phát triển một mẫu đạn đặc biệt nhằm phục vụ yêu cầu tác chiến dưới nước. Và như vậy, những viên đạn 5,45x39 ly PSP đã ra đời. Loại đạn này vẫn giữ được ưu điểm của cỡ 5,45x39 ly là kích thước nhỏ gọn, tiện dụng để có thể nạp và khai hỏa từ băng đạn tiêu chuẩn của AK-74. Bên cạnh đó, điểm đặc biệt của đạn 5,45x39 ly PSP là thiết kế thủy động học với mục đích giữ đạn đạo ổn định trong môi trường nước, đồng thời đảm bảo chúng có đủ sức mạnh để dễ dàng xuyên thủng đồ lặn, bình dưỡng khí cũng như chống lại nhiều loại thuyền, bè và phương tiện của người nhái đối phương. Ngoài ra, những viên đạn đặc biệt này còn được tăng cường tuổi thọ bằng khả năng chống nước và chống ăn mòn. Đạn 5,45x39 ly PSP cũng có thể được sử dụng trên cạn, nhưng cái giá phải trả là tầm bắn và độ chính xác bị suy giảm. Nhờ thiết kế kiểu bùn bắp nên ngoại hình của ADS trông có vẻ nhỏ gọn, nhưng thực tế nòng của nó cùng chiều dài với nòng súng trường tấn công AK-74 tiêu chuẩn là 415mm. Khi khai hỏa trên mặt đất thì ADS và AK-74 cùng cho ra những viên đạn có số tốc đầu nòng là 900m/giây với tầm bắn hiệu quả 500m. Đây được xem là một tiến bộ lớn so với 100m của khẩu APS cũ. Bên cạnh đó, tuy có cỡ nòng như nhau nhưng ADS lại sở hữu tốc độ bắn trên cạn vượt trội lên đến 900 viên mỗi phút, nhiều hơn AK-74 đến 300 viên. Thể hiện tốt ở trên cạn, nhưng dưới nước thì sao? Trong môi trường đặc biệt này, hiệu quả chiến đấu của ADS sẽ giảm dần theo độ sâu. Ở 5m dưới mặt nước, tầm bắn của khẩu súng này là 25m. Xuống đến 20m, khoảng cách tấn công giảm còn 18. Phạm vi này dù nghe có vẻ rất thấp, nhưng trong phần lớn các trường hợp, mắt người dưới nước thậm chí còn không nhìn được xa đến thế, nên tầm bắn dưới nước của ADS như vậy được xem là đã đủ hiệu quả. Cũng giống như nhiều mẫu súng hiện đại ngày nay, khẩu súng này bên cạnh điểm ngắm bằng đầu ruồi cơ bản thì còn có cho mình thanh dây kiểu Picatinny để gắn nhiều loại thiết bị hỗ trợ tầm nhìn khác nhau như kính ngắm điểm đỏ hay kính nhìn đêm. Bên cạnh đó, ADS cũng có thể tích hợp một súng phóng lựu 40mm. Nó bắn lựu đạn VOG-25 tiêu chuẩn có tầm bắn lên đến 400m. Ngoài ra, khẩu súng trường tấn công này cũng có thể lắp ống giảm thanh giúp nó kết liễu kẻ địch mà không phát ra âm thanh nào. Dù mang trong mình những ưu điểm có một không hai, nhưng khẩu ADS không được đánh giá cao về mặt ngoại hình. Nếu bạn muốn chiến đấu với một khẩu súng tốt gỗ, tốt cả nước sơn, vừa có vẻ ngoài hiện đại, vừa có sức mạnh tiêu diệt kẻ thù, thì mẫu súng thứ tư trong danh sách ngày hôm nay mang tên FNF-2000 đích thực là dành cho bạn. Súng trường tấn công FNF-2000 được phát triển bởi hãng FN Herstal của Bỉ vào những năm 1990 với vai trò kế thừa mẫu súng FN-FNC, đã bắt đầu có dấu hiệu lỗi thời trong biên chế quân đội nước này. Mẫu súng mới lần đầu tiên được tiết lộ công khai vào năm 2001. Hiện tại thì nó đã được biên chế trong quân đội nhiều nước như là Bỉ, Croatia, Ấn Độ, Libya, Pakistan, Peru, Ba Lan, Ả Rập Xê Út và Slovenia. Tuy hình dáng có vẻ nặng nề hầm hố, nhưng mà thực ra khối lượng rỗng của súng cũng chỉ vỏn vẹn là 3,6kg, tương đương với khẩu Taver X95 của Israel mà kiến thức quân sự đã giới thiệu ở đầu video. Điều này có được là nhờ nhà sản xuất đã sử dụng vật liệu tổng hợp để chế tạo phần lớn các chi tiết và vỏ súng. Chỉ có một số bộ phận quan trọng như là búa, các chốt và lò xo mới được làm bằng thép. FNF-2000 có tổng chiều dài chưa đến 700mm và nòng dài 400mm. Nó cũng sử dụng cỡ đạn 5,56x45mm chuẩn NATO như hầu hết các mẫu súng trong danh sách. FNF-2000 có số tốc đầu nòng 900m/giây với khả năng khai hỏa 850 viên đạn trong vòng 1 phút. Súng có tầm chiến đấu hiệu quả là 400m, đồng nghĩa với việc khi có nó trên tay thì người lính đứng ở dưới đất có thể hạ sát kẻ thù đứng ở tầng cao nhất của tòa Landmark 72 ở Hà Nội.
khi sử dụng khẩu bullpup đến từ Bỉ này, người lính không cần lo lắng về tay thuận của mình vì nó được thiết kế để thuận tiện vận hành từ cả hai bên. Các xạ thủ thuận tay trái có thể dễ dàng chiến đấu với khẩu súng mà không cần điều chỉnh hay sửa đổi gì. Ngoài ra, SNF-2000 có độ cân bằng tốt nhờ khối lượng được phân bổ đều xung quanh tay cầm. Cùng với đó là thiết kế công thái học giúp người lính có cảm giác thoải mái khi sử dụng. Một điểm ăn tiền khác của SNF-2000 là cơ chế thoát vỏ đạn độc quyền của hãng SNH-Hurstal. Vỏ đạn thay vì văng ra ngay tại vị trí hộp tiếp đạn sẽ được đẩy vào một ống dọc theo nòng súng nằm bên phải. Ống này chứa được tối đa 6 vỏ đạn và chúng sẽ lần lượt bị đẩy ra ngoài thông qua khe hở nằm ở bên phải gần đầu nòng của súng. Các vỏ đạn rơi ra với một lực vừa phải, không văng quá xa cũng như quá gần để chạm tay xạ thủ. Giải pháp thiết kế này giúp xạ thủ ít bị ảnh hưởng bởi khói thuốc súng. Đồng thời thì người thuận tay trái có thể yên tâm sử dụng súng mà không phải lo ngại vỏ đạn văng vào người. Về phụ kiện, thì SNF-2000 sẽ có những trang bị cơ bản đi kèm, bao gồm ống ngắm quang học có độ phóng đại 1,6 lần cho tầm nhìn 400m. Trong trường hợp cần thiết, nó có thể dễ dàng thay thế bằng những loại kính ngắm khác tốt hơn trên thanh dây Picatinny tiêu chuẩn. Là một mẫu súng thiết kế mô đun hiện đại, SNF-2000 có độ tùy biến cao để phù hợp với các yêu cầu nhiệm vụ khác nhau. Tay cầm phía trước có thể được thay thế bằng súng phóng lựu gắn giấy nòng FN-EGLM-40mm hoặc 3 thanh dây Picatinny để gắn các phụ kiện khác như con trỏ laser, đèn pin chiến thuật và tay cầm dòng. Cuối cùng, Kiến thức quân sự muốn giới thiệu đến các bạn một mẫu súng thuộc hàng thiếu niên anh tài trong làng bullpup. Đó chính là VHS-D2 đến từ Quatria. VHS-D2 được thiết kế và sản xuất bởi công ty HS Product và là phiên bản cải tiến của mẫu VHS-D trước đó. Khẩu súng này lần đầu tiên được ra mắt công khai vào năm 2013. Một số nguồn tin cho biết nó đã được lực lượng vũ trang Quatria sử dụng. Tuy nhiên thông tin này chưa được xác nhận. VHS-D2 hiện được xuất khẩu sang Iraq và một số quốc gia khác. Một trong những phiên bản nổi bật của nó là mẫu Springfield xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. VHS-D2 có vỏ làm từ vật liệu polymer giúp giảm trọng lượng và tăng độ bền cơ học. Súng có khối lượng rỗng là 4kg, chiều dài tổng và chiều dài nòng lần lượt là 850mm và 500mm. Khi khai hỏa những viên đạn 5,56 x 45 ly tiêu chuẩn NATO, súng cho ra sơ tốc đầu nòng là 910m/giây với tốc độ bắn 850 viên mỗi phút. Tầm tác chiến hiệu quả của khẩu súng là 500m khi ngắm bắt đầu ruồi. Xạ thủ có thể tăng khoảng cách này lên đến 600m bằng việc sử dụng kính ngắm quang học. Giống như hầu hết các mẫu bullpup có trong danh sách này, VHS-D2 được thiết kế để người lính có thể vận hành hiệu quả dù họ có thuận tay nào đi chăng nữa. Cần gạt chọn chế độ bắn nằm ở cả hai bên ngay phía trên tay cầm. Cần lê đạn của VHS-D2 được thiết kế để thuận tiện sử dụng bằng cả hai tay. Ngoài ra thì khẩu súng này cũng có thể tùy chọn một trong hai cổng nhả đạn để thiết kế đối xứng ở hai bên báng súng. Bên cạnh đó, khẩu súng trường tấn công sử dụng băng đạn 30 viên làm từ nhựa trong suốt. Thiết kế này khá là tiện dụng khi cho phép xạ thủ kiểm tra xem còn bao nhiêu đạn trong băng mà không cần tháo băng đạn ra khỏi súng. Một điểm khác được VHS-D2 học tập từ HKG-36 là tính năng ghép băng đạn vào nhau giúp tốc độ nạp đạn được tăng lên chỉ trong một cái chớp mắt. Súng cũng có dây Picatinny như các mẫu súng hiện đại để gắn các loại phụ kiện như kính hồng ngoại, đèn pin, đèn laser. Báng của nó có thể được điều chỉnh độ dài để phù hợp với thể trạng của xạ thủ. Đây là một điểm cộng khá đáng kể đối với thiết kế bullpup. Ngoài ra, VHS-D2 có thể gắn lưỡi lê hay là súng phóng lựu VHS-BG-40mm có tầm bắn 450m. Như vậy, các bạn đã cùng Kiến thức quân sự điểm danh 5 khẩu súng trường kiểu bullpup được xem là tốt nhất trên thế giới. Theo các bạn, đâu là khẩu súng tốt nhất? Và liệu chúng tôi có bỏ sót mẫu súng nào xứng đáng góp mặt trong danh sách ngày hôm nay hay không? Hãy để lại cái tên đó xuống dưới phần bình luận. Và như thường lệ, sau đây sẽ là phần công bố đáp án. 3 chữ cái AUG trong tên của khẩu Stay AUG là viết tắt của một cụm từ có nghĩa là súng trường quân dụng phổ thông và là đáp án B của chúng tôi ngày hôm nay. There. Happy now?